Hello everyone, welcome to module 5 of the Vietnamese course for beginner level 1. Nói về thời giờ, telling the time. Now, let's get started with the dialogues. A. Đàm thoại. Dialogue number 1. Đàm thoại 1. Mr. Nam meets Mrs. Hai at the English class for migrants. Now, I will read the dialogues. Ông Nam, hôm nay bà đi học lúc mấy giờ? Hôm nay bà đi học lúc mấy giờ? What time did you come to school today? Bà Hai, hôm nay tôi đi học lúc 2 giờ chiều. Hôm nay tôi đi học lúc 2 giờ chiều. I came to school at 2 p.m. today. Ông Nam, sáng nay bà làm gì? Sáng nay bà làm gì? What did you do this morning? Bà Hai, sáng nay tôi làm ở hãng may. Sáng nay tôi làm ở hãng may. I worked at the clothing factory this morning. Ông Nam, bà đi làm lúc mấy giờ? Bà đi làm lúc mấy giờ? What time did you go to work? Bà Hai, tôi đi làm lúc 7:30 sáng. Tôi đi làm lúc 7:30 sáng. I went to work at 7:30 a.m. Ông Nam, bà ăn trưa ở đây phải không? Bà ăn trưa ở đây phải không? You have lunch here, didn't you? Bà Hai, dạ, phải. Dạ, phải. Yes, I did. Now, I will translate the dialogue word by word. Hôm nay means today. Đi means to go. Học means to school. Lúc means at. Mấy giờ means what time. Today, you go to study or you go to school at what time. Giờ means hour. Chiều means afternoon or p.m. Today, I go to study, I go to school at 2 p.m. Nay means this. Sáng nay means, sáng means morning. Morning this. Làm means to do. Gì means what. You do what. Or this morning, you do, what do you do? Or what did you do? Hãng means company or factory or firm. My means clothing. This morning I worked at clothing factory. You go to work at what time? Sáng means a.m. or morning. I go to work at 7:30 a.m. Ăn means to eat. Trưa means lunch. So, ăn trưa means to have lunch. Ở đây means here. Phải không? The attack question. It is right? It is correct? You had lunch here. It is right? Phải means that's right. Dạ means yes. Very polite. Now, let's move to the dialogue 2. Đàm thoại 2. My meets Jane at the railway station. My. Jane đi xe lửa số mấy? Jane đi xe lửa số mấy? What is your train number? Jane. Tôi đi xe lửa số 7. Tôi đi xe lửa số 7. I'll take the train number 7. My. Xe lửa số 7 đến lúc mấy giờ? Xe lửa số 7 đến lúc mấy giờ? What time will the train number 7 be arriving? Train. Xe lửa số 7 đến lúc 9:20 sáng. Xe lửa số 7 đến lúc 9:20 sáng. The train number 7 will be arriving at 9:20 a.m. Mai đợi bao lâu rồi? How long have you been waiting? Mai, tôi đợi 30 phút rồi.
Tôi đợi 30 phút rồi. I've been waiting for 30 minutes already. Bây giờ là 9 giờ 30 phút rồi. Bây giờ là 9 giờ 30 phút rồi. It's 9:30 a.m. now. Jen, xe lửa trễ 10 phút rồi. Xe lửa trễ 10 phút rồi. The train is 10 minutes late. Mai, xe lửa đến rồi kìa. Xe lửa đến rồi kìa. The train has arrived. Chào Jen. Goodbye, Jen. Jen, chào Mai. Goodbye, Mai. Now, let's translate word by word. D means to go. Xe lửa means the train. Số means number. And mấy means what. Train go. The train number what. What is your train number? Bảy means seven. I go to train number seven. Or I take the train number seven. Đến means to arrive. Lúc mấy giờ means at what time. The train number 7 arrives at what time? The train number 7 arrives at 9:20 a.m. Đợi means to wait. Bao lâu means how long, and rồi means already. Mai, are you wait how long already? Phút means minutes. I wait 30 minutes already. Bây giờ means now. Now is 9:30 minutes already. Trễ means late. The train late 10 minutes already. Kìa means there. The train arrived already there. Goodbye, goodbye. Now, B, từ ngữ, vocabulary. I will read and you will repeat after me. Thời giờ, time. We also say thời gian, time. Hôm nay, today. Sáng nay, this morning. Sáng, sáng, morning. Chiều, chiều, afternoon. Hãng may, clothing factory. Or hãng, we also say công ty, company. Hãng may, clothing factory. Công ty may, clothing factory. Maybe I should put here. Ở đây, here. Xe lửa, train. We also say tàu hỏa, train. Giờ, hour. Phút, phút, minutes. Trễ, trễ, late. Nói, to speak or to tell. Đi học, to go to school. Ăn, ăn, to eat. Ăn trưa, to have lunch. Đến, to arrive. Đợi, to wait. Look, at. Mấy giờ, what time? Số mấy, what number? Bao lâu, how long? Sớm, sớm, early. Now, let's move to part C. Ngữ pháp, linguistics, elements. Small one. Mấy giờ, what time is a question word of time? It is used at the end or the beginning of a statement to form a question. In answering this question, may is replaced by a number indicating the time. Examples. Question. Bà đi học lúc mấy giờ?
Bà đi học lúc mấy giờ? What time do you go to school? Answer. Tôi đi học lúc 2 giờ. I go to school at 2 o'clock. In the question, mấy is used at the end of the statement to form a question. The statement means bà đi học. You go to school. And to answer, mấy is replaced by a number, 2. Small 2, telling the time. There are several ways to tell the time in Vietnamese. In this lesson, the most common and simple way is to put a number plus giờ, hour, plus a number plus phút, minutes. The Vietnamese use sáng, morning for AM, and chiều, afternoon, or tối, evening for PM. Examples: A. 8 giờ 10 sáng. 8 giờ 10 sáng. At 10 a.m. Or we can say also 8 giờ 10 phút sáng. Apostrophe here is foot. 8 giờ 10 phút sáng. B. 3 giờ 20 chiều. 3 giờ 20 chiều. 3:20 p.m. Or 3 giờ 20 phút chiều. C. 9 giờ 40 tối. 9:40 p.m. Or 9 giờ 40 phút tối. Small 3. Phải không? Is that right? Forms a tag question. It is a question word which is used at the end of a statement to form a tag question. There are two ways of answering this question. Dạ, phải, yes. And không phải, no. Examples. Question. Ông ăn trưa ở đây phải không? You had lunch here, right? Is this right? Or you had lunch here, didn't you? Answer. Dạ, phải. Yes, that's right. Yes, I did. And B. Dạ, không phải. No, that's not right. No, I didn't. You also can reply by delete dạ, because dạ is used for very, very polite situation. D. Thực hành, practice. 1. Thực hành nói, oral practice. 1. Answer Mr. Nam's questions. Anh đi học sớm không? Anh đi học sớm không? Do you go to school early? And please answer, I go to school very early. The answer is, dạ, tôi đi học sớm lắm. Dạ, tôi đi học sớm lắm. You also can delete that. Second phrase, anh đi học lúc mấy giờ? Anh đi học lúc mấy giờ? What time do you go to school? Please answer, I go to school at 7 a.m. in Vietnamese. Now I show you the answer. Tôi đi học lúc 7 giờ sáng. Tôi đi học lúc 7 giờ sáng. I go to school at 7 a.m. Exercise 2. Tell your friend what time is it now? A. 10 a.m. So now please say, now is 10 a.m. The answer is, bây giờ là 10 giờ sáng. Bây giờ là 10 giờ sáng. B. Now please say, now is 3:30 p.m. The answer is, bây giờ là 3 giờ 30 phút chiều. Bây giờ là 3 giờ 30 phút chiều.
C. Please say now it's 5:45 p.m. Bây giờ là 5:45 chiều. Bây giờ là 5:45 chiều. And the last one, please say now it's 7:30 p.m. in Vietnamese. Bây giờ là 7:50 tối. Bây giờ là 7:50 tối. Exercise 3. Answer your friend's questions about fixed time. A. Xe lửa chạy lúc mấy giờ? Xe lửa chạy lúc mấy giờ? What time does the train run? In the timetable, we can see clearly that the train runs at 10:30 a.m. So please reply in Vietnamese. Now I'm showing you the answer. Xe lửa chạy lúc 10:30 sáng. Xe lửa chạy lúc 10:30 sáng. You also can replace xe lửa by tàu hỏa. Tàu hỏa chạy lúc 10:30 sáng. Tàu hỏa chạy lúc 10:30 sáng. Or you also can replace the apostrophe by foot. Xe lửa chạy lúc 10:30 sáng. Xe lửa chạy lúc 10:30 sáng. Or tàu hỏa chạy lúc 10:30 sáng. B. Xe buýt đến lúc mấy giờ? Xe buýt đến lúc mấy giờ? What time does the bus arrive? In the board, we know that the bus arrives at 6:20 p.m. So the answer is xe buýt đến lúc 6:20 tối. Xe buýt đến lúc 6:20 tối. Or you also can say xe buýt đến lúc 6:20 tối. Xe buýt đến lúc 6:20 tối. C. Xe điện chạy lúc mấy giờ? Xe điện chạy lúc mấy giờ? What time does the tram run? In the timetable, we know that the tram starts at 9:50 a.m. So the answer is xe điện chạy lúc 9:50 sáng. Xe điện chạy lúc 9:50 sáng. Or xe điện chạy lúc 9:50 sáng. Xe điện chạy lúc 9:50 sáng. Now exercise 4. Look at the information and answer the customer's questions. A. Tiệm mở cửa lúc mấy giờ? Tiệm mở cửa lúc mấy giờ? What time does the store open? Mở means to open. Cửa means the door. To open the door or to open. In the picture, we can know that the store opens at 9 a.m. So the answer is tiệm mở cửa lúc 9:00 sáng. Tiệm mở cửa lúc 9:00 sáng. In the answer, you can replace tiệm by cửa hàng. It also means store, and we use often in the north.
Cửa hàng mở cửa lúc 9 giờ sáng. Cửa hàng mở cửa lúc 9 giờ sáng. And in this question, you also can reply without cửa. Cửa hàng mở lúc 9 giờ sáng. Cửa hàng mở lúc 9 giờ sáng. B. Tiệm đóng cửa lúc mấy giờ? Tiệm đóng cửa lúc mấy giờ? What time does the store close? In the picture, the store closed at 5 p.m. So the answer is tiệm đóng cửa lúc 5 giờ chiều. Tiệm đóng cửa lúc 5 giờ chiều. We also have another way to reply. That is, cửa hàng đóng lúc 5 giờ chiều. Cửa hàng đóng lúc 5 giờ chiều. In the second way, we replace tiệm by cửa hàng. It also means store, and we delete cửa. Exercise 5. Listen to the tape and give a talk about your schedule. Now, I read the passage. Đi làm việc. Hàng ngày, tôi đi làm việc rất sớm. Hãng tôi mở cửa lúc 7 giờ sáng. Tôi ở Footscray. Tôi đi làm việc bằng xe lửa. Xe lửa khởi hành lúc 6 giờ 30 sáng và đến lúc 6 giờ 45. Tôi làm việc từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Ở hãng, chúng tôi ăn trưa lúc 12 giờ. Now I will translate. Go to work. Every day I go to work very early. Hàng ngày means every day. My company opens the door at 7 a.m. I live in Footscray. I go to work by train. The train starts at 6:30 a.m. and arrives at 6:45. Khởi hành means departure. Or start. I work from 7 a.m. to 4 p.m. At the firm, at the company, we have lunch at 12 p.m. So now please answer the questions A to D. A. Tôi đi làm lúc. I go to work. In the picture, the clock is 6 a.m. So the answer is tôi đi làm lúc 6 giờ sáng. I go to work at 6 a.m. B. Hãng tôi mở cửa lúc. Hãng tôi mở cửa lúc. You also can check the information in the passage or look at the watch. In the passage, it is written that hãng tôi mở cửa lúc 7 giờ sáng. So the answer is hãng tôi mở cửa lúc 7 giờ sáng. My company opens at 7 a.m. C. Xe lửa khởi hành lúc. The train departs at. From the passage. Xe lửa khởi hành lúc 6 giờ 30 sáng. So the answer is xe lửa khởi hành lúc 6 giờ rưỡi. Rưỡi means half past. So 6 giờ rưỡi means half past 6. You also can reply exactly like in the text. Xe lửa khởi hành lúc 6 giờ 30 sáng. Đi,
Tôi ăn trưa lúc. I have lunch at. From the passage, we know that chúng tôi ăn trưa lúc 12 giờ. So the answer is tôi ăn trưa lúc 12 giờ. I have lunch at 12. Now, let's move to part 2. Thực hành viết. Written practice. 1. Translate into Vietnamese. A. At what time does Mrs. Hai go to school? Bà Hai đi học lúc mấy giờ? Bà Hai đi học lúc mấy giờ? B. At what time does Mr. Nam have lunch? Anh Nam ăn trưa lúc mấy giờ? Anh Nam ăn trưa lúc mấy giờ? O. Ông Nam ăn trưa lúc mấy giờ? Ông Nam ăn trưa lúc mấy giờ? C. At what time does my friend go to work? Bạn tôi đi làm lúc mấy giờ? Bạn tôi đi làm lúc mấy giờ? D. At what time does he or man catch the train? Anh ấy đi tàu hỏa lúc mấy giờ? Anh ấy đi tàu hỏa lúc mấy giờ? O. Anh ấy đi xe lửa lúc mấy giờ? Anh ấy đi xe lửa lúc mấy giờ? E. At what time does the shop open? Cửa hàng mở cửa lúc mấy giờ? Cửa hàng mở cửa lúc mấy giờ? O. Tiệm mở cửa lúc mấy giờ? Tiệm mở cửa lúc mấy giờ? O. Cửa hàng mở lúc mấy giờ? Cửa hàng mở lúc mấy giờ? O. Tiệm mở lúc mấy giờ? Tiệm mở lúc mấy giờ? Exercise 2. Look at the chart in 1.2. Write the answers. A. Bây giờ là mấy giờ? What time is it now? So first, I will show you the chart in 1.2. Okay, this one. So A is 10 a.m. So the answer is bây giờ là 10 giờ AM. Bây giờ là 10 giờ sáng. B. Bây giờ là mấy giờ? In the watch is 3:30 PM. So the answer is bây giờ là 3 giờ 30 phút chiều. Bây giờ là 3 giờ 30 phút chiều. Do you still remember how to say half past 3 in Vietnamese? Bây giờ là 3 giờ rưỡi chiều. Bây giờ là 3 giờ rưỡi chiều. Or you can delete giờ.
Bây giờ là 3:30 chiều. Bây giờ là 3:30 chiều. C. Bây giờ là mấy giờ? Now is 5:45. So the answer is 5:45 chiều. Bây giờ là 5:45 chiều. Or you can delete 10. We still can understand 45 means 45, 4 and 5. Bây giờ là 5:45 chiều. Bây giờ là 5:45 chiều. The last one, D. Bây giờ là mấy giờ? It's 6:30. So the answer is bây giờ là 6:50 tối. Bây giờ là 6:50 tối. Exercise 3. Read the passage in 1.5 and write the answers to the following questions. We come back to the passage. Question A. Anh cô đi làm việc lúc mấy giờ? What time do you go to work? Do you still remember? For the first question, we don't have any information in the passage, so we have to watch the information in the clock, in the watch. So from according to the clock, the answer is I go to work at 6 a.m. So the reply is tôi đi làm việc lúc 6:00 sáng. Tôi đi làm việc lúc 6:00 sáng. The second question. B. Hãng mở cửa lúc mấy giờ? Hãng mở cửa lúc mấy giờ? What time does the company open? In the passage, it is written that hãng tôi mở cửa lúc 7:00 sáng. So the answer is hãng mở cửa lúc 7:00 sáng. Hãng mở cửa lúc 7:00 sáng. C. Xe lửa khởi hành lúc mấy giờ? Xe lửa khởi hành lúc mấy giờ? What time does the train start, depart? The answer is xe lửa khởi hành lúc 6:30 sáng. Or we have another way to say 6:30. That is, xe lửa khởi hành lúc 6:30 sáng. Or we can delete the xe lửa khởi hành lúc 6:30 sáng. The train starts at 6:30. Yeah. We can also replace xe lửa by tàu hỏa. D. Anh cô ăn trưa lúc mấy giờ? Anh cô ăn trưa lúc mấy giờ? What time do you have lunch? Ở hãng chúng tôi ăn trưa lúc 12 giờ. So the answer is tôi ăn trưa lúc 12 giờ. Tôi ăn trưa lúc 12 giờ.
Exercise 4. Complete the sentences with the cues in the parentheses. A. Lúc 7 giờ sáng, tôi... At 7 a.m. I worked at the factory. So, the answer is... Lúc 7 giờ sáng, tôi làm việc ở hãng. Lúc 7 giờ sáng, tôi làm việc ở hãng. In the answer, you can replace hãng by công ty. This still means the same company, factory or firm. B. Lúc 12 giờ trưa, bạn tôi. At 12 p.m., my friend and I had lunch. So the answer is... Lúc 12 giờ trưa, bạn tôi và tôi đã ăn trưa. We you đã to indicate the past tense. But we also can delete đã if both the speaker and the audience understand together the time of the contact. Lúc 12 giờ trưa, bạn tôi và tôi ăn trưa. C. Also it's the same here. C. Lúc 4 giờ chiều, ông Nam came to my house. At 4 p.m., Mr. Nam came to my house. So the answer is... Lúc 4 giờ chiều, ông Nam đã đến nhà tôi. O. Lúc 4 giờ chiều, ông Nam đến nhà tôi. D. Lúc 10 giờ tối, xe lửa. At 10 p.m., the train arrived in Sydney. So the answer is, lúc 10 giờ tối, xe lửa đã đến Sydney. O. Lúc 10 giờ tối, xe lửa đến Sydney. Finally, we finished today's lesson. I hope that you can learn something from it. Now it's time to say bye-bye and see you on the next module. Have a nice day.